quý vị, theo dõi thị trường căn hộ chung cư trong 6 tháng đầu năm thì nhiều người không khỏi bất ngờ bởi giá chung cư quý sau lại tăng cao hơn quý trước. Điều này được cho là bởi do thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng, và đặc biệt trong quý 2 thì gần như không có nguồn cung căn hộ chung cư giá rẻ mà mới ở Hà Nội. Hiện nay thì có thể nói trung bình toàn thị trường đang ở mức giá cao. Thị trường sơ cấp của căn hộ đang là trung bình 65 triệu một mét vuông trên tháng. Và vào thời điểm có thể nói là quý 2 năm 2024, chúng tôi nhận thấy rằng đối với nguồn cung mới không có sản phẩm có giá dưới 45 triệu đồng. Theo nghiên cứu của chúng tôi thì là trong 6 tháng đầu năm nay, khi mà nhìn lại cái lượng giao dịch căn hộ của Hà Nội theo phân khúc, và mình không nhìn là sản phẩm sơ cấp hay là chuyển nhượng, thì có thể thấy một điểm là 100% cái giao dịch chung cư tại Hà Nội mà ở phân khúc bình dân thì là đang chỉ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, tức là không có sản phẩm mới và chỉ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng thôi. 80% các căn hộ trung cấp mà có giao dịch là đến từ thị trường chuyển nhượng, 20% thì là đến từ thị trường sơ cấp. Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường nguồn cung cho phân khúc nhà ở giá rẻ. Bây giờ nguồn cung thực sự để nói rằng các chủ tư mà từ tầm trung trở lên thì không có nhiều đâu ạ, vì giá đất nó tăng rất mạnh. Nên giải pháp cơ bản nhất mà chúng tôi vẫn thấy hợp lý đó là nhà nước sẽ là cái đơn vị chủ trì ra câu chuyện là xây dựng những khu nhà ở xã hội ở các cái cửa ngõ ven đô thành các đô thị. Ví dụ chúng ta có những cái khu đô thị về nhà ở xã hội mà nó rất lớn ở xung quanh các cửa ngõ phía Bắc, phía Tây, phía Nam chẳng hạn, thì hoàn toàn là có thể chúng ta có cơ hội để có cái lượng cung nó cải thiện đáng kể sau khi ba bộ luật ra đời. Chính phủ đã đẩy mạnh, rất là đẩy mạnh cái phần phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên thì là trong từ năm ngoái đến năm nay thì chúng ta đều nhìn thấy là chúng ta có một cái độ trễ và đang cần thêm, và khả năng cần thêm khá là nhiều thời gian để những cái sản phẩm đấy đến được tay người tiêu dùng. Vì là từ cái việc là gỡ nút thắt cho đến cái việc mà giải ngân được, cho đến cái việc mà xây được các cái sản phẩm đấy thì theo chúng tôi cần ít nhất phải 2-3 năm nữa thì các sản phẩm đấy nó mới xuất hiện được nhiều trên thị trường cũng như là mới đến tay được người dân. Các chuyên gia cho rằng khi ba luật về bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, dự báo thị trường bất động sản sẽ bước vào chu kỳ mới. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nguồn cung căn hộ bình dân chưa được cải thiện. Vì vậy, nhà đầu tư cần chờ khi có văn bản hướng dẫn luật, khi đó dự báo nguồn cung sẽ được cải thiện và giá cả sẽ ổn định hơn.